Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi sẽ chơi Assassin anh em nhé. Hôm nay sẽ chơi Assassin theo yêu cầu của anh em Nguyễn Bảo Lâm. Và mấy hôm trước thì tôi thấy là có một vài anh em có comment có nói là cái bộ Assassin ở cái thời điểm hiện tại ấy là nó yếu. Thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải có một con game để chứng minh cái sự yếu của cái bộ Assassin nha anh em nhé. Xem là có thực sự nó yếu thật không. Đấy. Ok, đầu game lại không ra Assassin, khả năng là sẽ phải Echo ạ. Cứ mua sẵn lên con này đi. Tí nữa mà yếu quá thì chúng ta Echo. Rồi, để tôi pick những cái con này vào. Assassin bây giờ thì có cái bộ tối thượng luôn, thế mà anh em chơi nó yếu được. Đây. Tí nữa ra rồi sẽ biết có mạnh hay không nha anh em nhé. Ra ngoài thua. Đội hình tương đối yếu anh em ạ. Xin con Echo thế nào. Ơ à, thế này thì được đấy. Thế này thì được. Thế chắc là cũng không cần phải Echo đâu. Ra là gấu đá à. Rồi up cấp lên xong rồi đánh bình thường đấy anh em ạ. Ra gấu đá rồi thì thoải mái rồi. Con này mà nó thêm đồ mana nó còn mạnh nữa. Nhưng mà chúng ta lấy đồ, nó lại không có đồ mana rồi. Lấy con wizard vào để tí nữa nếu mà ra thêm một con gấu nữa ấy. Chúng ta kẹp cả hai wizard anh em ạ. Câu gấu. Câu được ra gấu assassin thì thôi. Chơi cái bộ này câu ra gấu assassin rất là dễ chơi. Thường là chơi cái bộ này là thường là sẽ phải câu gấu assassin để giữ máu đầu game. Bộ này nó khá khó xây dựng đấy anh em ạ. Đánh ở level 10 cơ. Ây da, gấu đá của đối thủ nó có đồ tăng mana, nó khỏe thật sự. Ok. Ra cả phong vũ nhưng mà chưa nhét được vào. Phong vũ thì chắc là phải đợi lên level 6 đó. Bây giờ vẫn ưu tiên là câu gấu hơn. Với cả cái bộ goblin nó tương đối mạnh anh em ạ. Shadow. Shadow killer à. Thắng nào này thì mua. Thua tôi sẽ bán gấu đi. Tầm này thì Shadow killer cho vào nó cũng chả mạnh đâu. Cứ để như này mạnh hơn này. Ủa, gặp thằng này ăn được không? Zipper 2 sao cơ. Khó nhờ. Khó quá, không được rồi. Mạnh quá, đối thủ khỏe quá anh em ạ. Thế từ nãy giờ toàn thua ạ. Đánh chỗ thua ở nơi rồi đấy. Chỗ thua cộng 3 này anh em này. Điêu thật. 3 assassin. Bây giờ tôi vẫn muốn câu gấu hơn anh em ạ. Có lẽ là vẫn sẽ để như này đâu. Bây giờ chỉ cần ra con gấu assassin thôi ấy, thì rất là ok. Gấu assassin chúng ta ở level 7 ấy, chúng ta kẹp được 6 assassin kẹp với cả gấu anh em ạ. Và tôi rất là muốn được câu ra con gấu assassin. Level 7 chỉ cần 6 assassin kẹp với hai gấu là ok lắm rồi. Đánh thoải mái luôn. Đấy, còn nếu mà không kẹp được như thế thì nó còn phải phụ thuộc vào cái bài xem nó ra gì giữ được máu không. Không là toàn ấy. Cái bộ này nó không phải là xây dựng dễ đâu nhá. Cái bộ xin ở cái giai đoạn giữa game yếu lắm. Chưa có đồ Kira các thứ yếu lắm. Còn nếu mà trong trường hợp mà chơi Witcher ấy, thì cái bộ này không cần đồ Kira nhưng mà nó phải lên level 10. Đấy, nó lại thế cơ. Tức là một cái đội hình thì nó phải thỏa mãn một trong hai điều kiện thì nó mới mạnh được. Một là có đồ Kira đánh ở level 9 cũng được. Hai là phải đánh ở level 10 nếu mà không có đồ Kira. Nên là cái bộ này ở giữa game thì nó yếu. Đấy, nhưng mà cuối game thì nó cực kỳ mạnh luôn. Có thể nói là một trong những cái bộ mạnh nhất bây giờ đấy. Tier S luôn đấy. Mặc dù là Tier S nhưng mà nó phải đánh đổi. Đánh đổi cái sức mạnh ở giữa game. Nó khá là yếu và nó rất là dễ là có thể là bay màu ở cái đoạn giữa game. Đấy. Có sống lết game mà có đồ thì nói chung là qua cái giai đoạn khó khăn ấy thì nó cực kỳ khỏe.
Trận này có vẻ như có thằng nó chơi assassin mà nhiều luôn ấy. Tôi thấy từ nãy giờ là gặp thấy ba thằng là kẹp assassin rồi. Không biết có chơi không. Khá nhiều thằng chơi. Đấy con gấu đá nó khỏe thật. Ui có anh em fan kênh này. Anh em fan kênh chào tôi này. Để chào anh em cái đã. Đội hình bây giờ chúng ta nó cũng chưa khỏe đâu anh em ạ. Cái tầm này ấy, mặc dù là có hai con 2 sao nhưng mà hai cái con này nó khá là yếu. Nó không phải là cái con tướng mạnh giai đoạn đầu game. Bây giờ mà lên được con Zipper lên 2 sao ấy thì nó gánh được anh em nhá. Zipper ấy. Con Zipper nó mới có khả năng gánh. Chứ còn cái con Heaven Bomber với cả, à không phải Heaven Bomber mà cái con Skybreaker với cả con thị vệ này nó yếu lắm. Nó không ăn thua. Hai con này cho vào thì nói chung là đánh nó giữ máu thôi. Chứ còn bảo đánh để chuỗi thắng thì tôi nghĩ là cái trận này khó. Trận này nó không đánh được chuỗi thắng đâu. Đánh cầm chừng thôi. Sẽ có trận thắng trận thua. Trận này lên video không anh à? Anh em này mặc dù là fan nhưng có lẽ là xem kênh tôi ít rồi. Tôi đã trả lời cái vấn đề này rất là nhiều rồi. Cái việc lên video hay không ấy thì nó phụ thuộc vào xem là top mấy. Top 1 thì lên thế thôi. Trả lời rất nhiều lần rồi. Còn nếu mà không top 1 ấy, thì ít ra nó phải cảm giác nó phải hay. Thế là cái việc mà hỏi từ ngay đầu game này là hỏi thừa. Bởi vì game này chưa chắc nó đã là hay hoặc là chưa chắc tôi ở top 1. Đấy. Anh em cứ đợi đến cuối game đi. Nếu mà anh em giả sử nhưng mà anh em đánh được đến cuối game thì anh em hãy đợi đến cuối game xem thế nào có hay không. Còn nếu mà anh em không đánh được đến cuối game thì nếu mà anh em muốn biết kết quả xem là cái video nó có lên hay không ấy thì anh em ở lại anh em xem tôi. Thế thôi. Đơn giản như thế thôi mà. Thế là anh em biết ngay cái câu trả lời nó sẽ có ngay sau trận đấu. Anh em không cần phải hỏi, anh em cũng biết được cái kết quả là có lên hay không nhá. Đấy, xin được chia sẻ với anh em rất là chân thành là như thế. Anh em khi mà anh em gặp tôi mà anh em muốn biết kết quả là xem là có được lên video không thì anh em hãy ở lại xem đến cuối. Thế thôi. Hoặc là anh em có thể đấm tôi bay màu sớm thì anh em cũng biết kết quả sớm. Dã man. Rồi. Đùa thế thôi anh em ạ. Anh em gặp tôi anh em nhớ nhẹ tay nhá anh em nhá. Làm cái video clip nó khổ lắm. Không muốn coi như là mất nhiều thời gian vào làm đi làm lại cái clip đâu anh em ạ. Ví dụ như là đang bảo làm assassin cho bạn Bảo Lâm thì là cố gắng là một phát ăn ngay là ngon nhất. Chứ còn để mà phải đánh ủa từ từ nha. Này lên 2 sao là ngon rồi đấy. Lấy cái ngọc giảm hồi chiêu này. Tí nữa vứt đi nhưng bây giờ thì dùng được. Ok. Đổi cái này đi. Rồi. Zipper gánh anh em ạ. Giờ lấy đồ cho Zipper là ngon à. Cái con Zipper này ở giai đoạn đầu game ấy, trước ra 15 nó khỏe lắm. Lên 2 sao thì là ấm luôn. Ok. Cái đao này là cứ có công nghệ make để roll nữa này. Rồi. Dần dần chúng ta có công nghệ make là chúng ta sẽ roll được cái đội hình 2 sao đó. Chúng ta sẽ khỏe dần lên thôi. Ok. Quá tuyệt vời anh em ạ. Hai mèo đánh ở level 7. Đấy bắt đầu mạnh rồi đấy. Bắt đầu mạnh rồi. Có công nghệ make nhưng mà tôi nghĩ là cái tầm này không cần roll nữa đâu. Roll bây giờ thì cũng có bài thì cũng chả cho vào được anh em ạ. Bây giờ là full rồi. Hai gấu chắc chắn là sẽ phải có trong đội hình rồi đúng không? Con mèo thì chắc chắn rồi. Hai con còn lại là ba con 3 sao ấy. Thế nên là bây giờ nếu mà tôi roll ấy mà form được cái đội hình assassin thì cũng chả cần thiết để cho vào. Nói thật là để như này mạnh hơn. Tầm này 6 assassin chưa chắc đã bằng đâu. Toàn 1 sao anh em ạ. Giữ cái này sau round 20 luôn cũng được. Vô tư. Đấy. Được không? Ui ôi mèo gây đam kìa. Mèo nhảy gây đam cực gắt luôn. Đấy gặp cái thằng này là cũng khỏe chứ. Nó cũng không yếu đâu. Xả tiền khá là mạnh rồi. Con phong vũ này có lên chơi không nhỉ? Thực ra là con phong vũ bây giờ cũng chả có slot cho vào ấy.
Roll phát xem nào. À, roll phát nữa nè. Ây à, thôi không được rồi. Thế bỏ phong vũ thôi. Trận này là phải mua xin mà rồi. Sáu xin nha. Thiếu một con. Thiếu một con nữa nhưng mà toàn một sao thì tôi cũng không cho vào đâu. Có ra nữa thì cũng không cho vào. Bao giờ hai sao mà chơi được. Rao này thua này. Còn ốc của búa xét ạ. Ăn nổi không? Ốc của búa xét này. Nhưng mà đội hình châu. Có chuỗi rồi. Hay quá. Dư chuỗi luôn. Được. Velomancer. Thực ra Velomancer cũng chả cần. Lên mua con này nhỉ. Ok. Xa đâu này. Khó nghĩ nhỉ. Vẫn phải giữ hai mèo anh em ạ. Thôi. Velomancer thực ra tôi có ý định là tôi chơi cái bài Witcher ấy. Nên là cái con này nó cũng không có slot đâu. Còn nếu mà ví dụ như không chơi bài Witcher thì cũng phải có đồ Kira thì mới mua con đấy cơ. Còn lâu lắm, phải lên 9 mới cho vào được. Bây giờ ôm tôi thấy là nó hơi mất nhiều slot. Tốn tiền. Tìm sao cũng được mà. 4 tiền bây giờ chỉ có con cáo hoặc con gấu ở lấy thôi anh em ạ. Con gấu 4 đô ấy. Doom à? Không. Doom cũng không lấy. Không có slot nhét vào đâu. Đánh ở level 8 thì tôi nghĩ là nếu mà giả sử như không ra là con gấu assassin ý, thì đánh chuẩn nó sẽ là 2 bit kẹp 6 assassin kẹp với cả cọc là ngon nhất rồi. Đánh ở level 8 rồi. Lên 9 thì có đồ Kira thì nhét thêm cái con Velom vào thôi. Thế là đủ. Đấy. Đánh như thế là nó giữ máu được nhiều. Chứ còn chúng ta không kẹp mấy cái con khác vào đâu. Ra thì chơi thôi, không ra thì không chơi. Để nguyên cái đội hình này là giữ máu rồi anh em ạ. Này nó cũng tiết kiệm được khá tiền đấy. Đánh thế thôi mà cuối cùng tôi cũng đã có cái chuỗi cộng 7 rồi đấy. Hai con gấu đá. Thế lên 8 thôi, quá tuyệt vời. Hai con gấu đá ở đây kết hợp với Civet luôn. Đỡ phải coi như là lằng nhằng. Rồi. Đồ gì đây? Random thôi, chả có đồ gì. Cái đồ này nói chung là cũng dùng thì cũng được. Nhưng mà nó không phải là quá là ngon. Dùng tạm mà. Trước khi mà chúng ta có hút máu thì dùng cái món này cũng được. Món này cũng hút được máu. Tuy nhiên cái lượng hút máu của nó cũng không nhiều đâu. Khá ít. Chắc là phù hợp thì chắc chỉ có chơi được cáo là dùng cái hút máu này nó hiệu quả thôi. Còn những cái con hút máu khác kiểu ốc yêu các thứ thì hút máu này nó không ăn thua đâu. Ít lắm. Cứ đà như này ý, thì khả năng là sẽ giữ tiền lên 9 luôn. Giữ tiền lên 9 sớm anh em ạ. Ở đây là có con mèo thì chúng ta không lên 2 sao anh em nhé. Chơi 2 mèo đó. Cái bài này này, Assassin nó rất khỏe. Bởi vì trong cái truyền thuyết ấy, trận này là nó có hai con tướng 5 đô anh em ạ. Thuộc tộc Assassin. Nó rất khỏe luôn. Thực ra là nếu mà nói là về cái bộ Sin Witcher ấy, thì nó có hai con. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rộng ra ấy, để mà đánh với cái bộ Assassin mà kết hợp với cọc nhá, rồi kết hợp với 4 cọc chẳng hạn, hay là kết hợp với cả Kira đi chăng nữa, thì đây là một trong những cái lineup mạnh ở trong cái trận đấu này. Khi mà ở bộ tướng truyền thuyết ấy, nó có con Khan nữa. Con Khan là nó kết hợp với 4 cọc được. 4 cọc kết hợp với Assassin, kết hợp với Kira cũng được nha anh em nhá. Nếu mà chơi kiểu Assassin Kira ấy, thì trận này chơi Assassin nó cực kỳ khỏe luôn. Thằng này Echo xong rồi chơi Gladiator, chơi con là con Live Bloodline này. Ui cái bộ này cũng kinh đấy nhá. Dạo gần đây bộ này nó cũng bắt đầu nổi lên như một thế lực ấy.
Ui tôi chết rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Mất chuỗi, mất chuỗi nhưng mà lại mất chuỗi cho cái thằng được eco anh em ạ. Chuỗi cộng 11, sau đó ăn được cái chuỗi 8 của tôi. Form được cái đội hình mạnh nữa chứ, tiền nhiều nữa chứ. Nó mà roll ra là con Live Blade Live 3 sao thì cũng chả biết chuyện gì xảy ra đâu. Càng đấy, càng thật sự luôn. Rang 18 rồi. Rột mãi mà bọn này lên không lên được 2 sao anh em ạ. Cay nhỉ. Nhìn cái hàng chờ của tôi căng quá rồi. Bây giờ không mua được thêm mấy con nào nữa ấy. Bây giờ cứ ra là phải bán bớt đi để mua ấy. Cay nhỉ. Bây giờ con ốc lên 2 sao đi nào. Hay là con Shadow lên 2 sao nào. Sẵn sàng là cho Assassin vào chơi luôn. Gánh luôn. Đấy, vẫn khỏe ấy chứ. Vẫn khỏe chứ, vẫn ăn được cái thằng level 8 up hết tiền rồi này. Lốt rao này rồi chúng ta sẽ chuyển anh em nhé. Lốt rao này rồi chuyển bài đó. Bây giờ là cũng đủ 6 assassin rồi đấy chứ. Nhưng mà chưa dám cho vào bởi vì là toàn 1 sao. Bao giờ phải một trong hai con ốc hoặc là con Shadow nó lên 2 sao ấy. Thì lúc đấy cho vào nó mới gọi là ok, nó ổn áp được. Còn tầm này thì vẫn để hai mèo này, hai mèo clear khỏe. Đấy, đỡ mất máu hơn. Căn bản con Zipper này cũng đang gánh tôi đấy anh em ạ. Zipper gây đam nhiều, tăng cơ khỏe. Trên này có thằng chơi xin này. Thằng này xin đấy, thằng này giống lắm. Trông giống assassin. Chơi trùng bộ à? Có trùng không? Không biết là có chơi cái bộ Witcher không? Tôi thì vẫn đang có ý định là chơi Witcher đâu. Trận này Witcher tôi nghĩ là vẫn là ok. Cái món đồ Kira anh em thấy là nó cũng không có dễ ra đâu anh em ạ. Anh xem anh em xem cái clip trước ấy. Vứt đến tận 9 đồ thì nó mới ra được cái Kira. Mà nếu chúng ta chơi assassin Kira nó phụ thuộc vào đồ Kira nhiều quá. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta chuyển bài nhá anh em nhá. Cho vào assassin vào thôi. Từ từ đã. Không kịp. Không kịp, không kịp, không kịp. Bây giờ cần là ưu tiên mấy cái con assassin đến 2 sao ấy để chuyển sang bài xin. Cọc à? Khan ra rồi. Thôi, cho 6 xin vào đó. Giải tán mấy cái con mèo đi thôi. Ok. 2 tia này. Trong trường hợp mà tí nữa mà ra được con xe linh thì có thể chơi cái món đồ này. Cứ lấy tạm. Không chơi thì có thể tí nữa rèn thôi. Rèn đồ cam thôi. Hiện tại tôi vẫn chưa có cái blink anh em ạ. Tôi sẽ đổi cái blink anh em nhá. Cần cái blink. Đây rồi. Rao này kẹp cọc vào. Nhưng mà tôi đang tính xem là có lên chơi xin không ấy. Bởi vì trận này xin nó vẫn không khỏe lắm. Xin chưa có 2 sao. Tướng co chưa 2 sao cho vào sợ yếu hơn. Để như này là có cặp mèo, cặp gấu. Cặp gấu đá cũng ngon anh em ạ. Được không? Như này đó, kẹp cọc vào đó. Có lẽ là rao sau thì tôi chuyển. Rao sau mà ra được cái con nào 2 sao thì mới chuyển được. 6 Glacier Venom này. 6 Glacier Venom lần này, tầm này tôi có ăn được không nhỉ? Vẫn ăn được luôn. Được không? Được luôn này. Ui. Velo 1 sao vẫn ăn được. Ok. Vậy là chúng ta ăn được cái thằng Velomancer anh em ạ. 6 Glacier Velomancer vẫn ăn được. Thì tôi nghĩ là cái đội hình này ở cái giai đoạn này chắc là chúng ta vẫn chơi được ấy. Có lẽ là chưa cần phải chuyển đâu.
Bởi vì bây giờ mấy con Assassin nó vẫn 1 sao, chưa cho vào được. Để xem tình hình thế nào đã. Nếu mà đánh với cả đối thủ ấy mà không thấy đẩy nhiều máu thì vẫn có thể giữ được anh em ạ. Giữ được cho đến khi nào mà chúng ta đẩy bị đẩy ấy, toàn kiểu 10 máu hay là 15 máu một round ấy, thì lúc đấy mới bắt đầu thấy sợ đó. Còn 20 máu thì chắc chắn là sẽ phải xả hết tiền rồi. Đấy, còn cái tầm này mà mất nó chỉ khoảng, nếu mà thua mất khoảng 5 máu thì vẫn ok, không thành vấn đề. Gặp thằng này, ui thằng này to đấy, gấu, cái con gấu, gấu tổ lên được 2 sao rồi. Cũng chơi xin luôn ấy hả? Ui thằng khá chua đi luôn rồi kìa. 6 Glacier meta này yếu rồi cơ. Vãi đái. Đánh đến chết mà. Ui đời ơi. Vậy là nếu mà như này thì là chuyển sang xin thôi. Tuy nhiên chúng ta chưa có tí đồ nào. Bây giờ hiện tại là đồ nó vẫn đang là đồ đểu thôi. Tôi chưa có đổi đồ. Đồ vẫn chưa rèn. Đấy. Chưa đủ 9 xin nhỉ. Thiếu một con nữa đủ 9 xin. Nếu mà có 9 xin là chúng ta có thể đánh luôn rồi. Ở level 9 này là đủ à? Ok. Tạm thời những cái đồ này ấy, thì tôi chưa muốn đổi anh em ạ. Tôi chưa muốn rèn. Mặc dù là chúng ta rèn được đồ rồi, nhưng mà có một vài cái món là chúng ta không thể vứt đi được. Như là cái Blink hoặc là cái hai tia thì nó khá là ngon. Tôi không muốn vứt. Rồi. Gặp thằng này ui bị chói rồi. Mất nhiều máu luôn kìa. Ui đao này mất nhiều máu thế. Hỏng rồi. Căng đấy nhở. 15 máu thật này. Bắt đầu sợ sợ đấy. Bắt đầu sợ sợ đấy. 47 máu là bắt đầu sợ đấy. Không đùa đâu. Anh em thấy là vừa lấy tôi giữ máu khá tốt mà chỉ sau mấy round thôi mà bây giờ chỉ còn có 47 nữa. Mà cái tốc độ mà đẩy mà mỗi round 15 máu ấy, thì cũng chỉ là 4 round thôi là đi rồi. Có lẽ tôi sẽ đổi một cái món đồ cam anh em nhé. Tính toán xem giữ cái món đồ gì. Ok. Cướp điên. Được. Tạm tạm. Chơi Witcher thì thường nó sẽ là đồ cam thôi, chứ còn không đổi đồ tím đâu. Chúng ta không hướng đến cái Kira anh em ạ. Thế nên là tôi không cần đổi đồ tím làm gì cả. Ok. Ui thằng này đúng thật luôn anh em ạ. Thằng này nó chơi cái gì ý. Chơi xin à. Beat. Chơi beat. Ok, nhưng mà nó ra có Sailing. Sailing ra sớm. Thua. Round này nó cũng mất cũng nhiều luôn. 8 máu ạ. Toàn 1 sao mà mất 8 máu. Chết rồi, tôi đang đánh chuyện thua luôn này anh em này. Cái điều đáng sợ nó là ở cái chỗ đấy đấy anh em. Nhiều khi là 39 máu ấy, nó không phải là nhiều khi mà chúng ta đang đánh chuyện thua. Chúng ta đang yếu. Đấy, nhưng mà có nhiều khi ấy, 2 máu nó lại là nhiều. Bởi vì là chúng ta đang thắng. Khi mà chúng ta có 2 máu mà chúng ta không có thua thằng nào cả ấy, thì 2 máu nó vẫn là nhiều. Trong khi đấy kể cả là chúng ta 100 máu đi mà gặp mỗi round là mất 20 máu, gặp thằng nào cũng thua, thì rõ ràng là 100 máu nó vẫn là ít anh em nhá. Mọi thứ nó chỉ mang tính chất tương đối thôi anh em ạ. Bây giờ là đang thua đấy. Sợ thật. Round sau chắc lên 10 luôn. Lên 10 xong kiếm Witcher cho vào. Thiếu một con Witcher à? Một con Witcher, một con Wizard nữa mới được. Ok, đủ rồi. Thiếu một con Wizard. Ok. Sailing này. 9 xin à? 9 xin cái đã này. Phải chơi như thế thôi, chứ biết làm nào. Tạm thời cho đồ cho Sailing. 9 xin thì cũng được, cũng giữ được máu. Hết tiền rồi anh em ạ. Hy vọng là sẽ ra con Wizard sớm với tôi.
À thôi, cái con Fallen này có lẽ là không cần lên 2 sao đâu. Kích hệ thôi, kích hệ thôi anh em ạ. Con này nhiều khi nó bóp lắm. Fallen này nhiều khi bóp. Nó lại hóa cái con cường cò của chúng ta thì chết. Ở trong bộ này con Fallen nó không được dồn đồ đâu anh em. Khá yếu. Thường lại dồn đồ cho cáo hoặc là xe linh thôi. Ui thằng này ra được cái con Creator lên 3 sao rồi ạ. Mà vẫn còn 40 tiền kìa. Có cọc rồi, không sợ, không sợ, không sợ. Con này đánh cọc đến Tết luôn. Đánh cọc nữa đi. Hay quá. Chú quỷ à. Thôi. Đây à, đủ bộ nhá. Thiếu một con, đây. Tạm thời bỏ con này. Tất nhiên là chúng ta tí nữa sẽ cho cái con đó vào. Con mắc lớt ấy. Con mắc lớt thì nó có khả năng stun xuyên BKB. Khá là ngon. Khống chế mạnh. Đội hình này thì nó kẹp khá ít khống chế. Nó không kẹp được khống chế thêm vào anh em ạ. Chỉ xài được những cái con khống chế ở bộ Assassin thôi. Nên là tôi sẽ chơi những cái con như cái bọ cạp. Chúng ta sẽ có ba khống chế là con bọ cạp này, con Phantom Queen và con Maglert, con Evilite Watcher. Đội hình đủ bộ ở đấy nhưng mà chưa lên được 2 sao. Không biết có ra gì không, nhưng mà nếu mà đủ bộ là mạnh rồi. Anh em ạ. Gặp Beat này, Velomancer 2 sao rồi. Đấy, rất mạnh đúng không? Hai gạt chết con. Khỏe luôn. Lên được là khỏe luôn mà. Ok. Ra con này từ từ đã nhá. Để xem đã. Bây giờ tôi nghĩ là vẫn lên giữ cái con Shadow. Anh em ạ, Shadow 2 sao. Round này thì bây giờ không bán được con nào cả đâu. Chắc là lock lại xong rồi round sau cho vào đó. Giữ lại con Shadow cho nó có cái bộ Fiazer nữa. Cho cái con Sailing Assassin nó có thể trâu một chút anh em ạ. Con này nó phải trụ được mới giữ máu được. Con này mà chết sớm nó toang ấy. Bây giờ nó một sao thì nó khá là yếu. Máu bé lắm. Dễ chết. Chưa kịp đánh đối thủ đã chết rồi. Nên là chúng ta cần phải bảo kê con này thật là kỹ. Thằng này mạnh này. Ôi trông kìa. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng. Ui, đau thế. Dã man ạ. Ok. Quả đẩy đau nhá. Mất đống máu luôn. Lên là con Light Blade Light lên 3 sao có đồ búa xét ấy. Nó đánh đau thật sự luôn. Kẹp trong cái bộ đấy nó lẩy qua lẩy lại, chói đau thật. Bộ này của tôi đã mỏng chớ. Lại còn bị úp lồng phát thì coi như là đi luôn. Có vẻ như cái thằng đấy là khá đáng sợ ấy nhá. Một round mà gặp thằng ấy đẩy, có khi nó đẩy full bàn luôn ấy. Nếu mà nó úp lồng chuẩn. Full bàn thì khả năng 28 máu này nó sẽ không trụ nổi đâu. Căng đấy nhở. Toàn 2 sao luôn, lại còn sắm cả gương nữa chứ. Ui dồi ôi, cái con Light Blade Light lên 3 sao mà còn có gương nữa anh em ạ. Lên nhớ là cái gương ấy nó có cái hiệu ứng lẩy, đạn lẩy nhá. Bởi vì đấy nó là cái lội tại của nó mà, đúng không? Cái khả năng lội tại. Skill bị động. Nên là nếu mà Light Blade Light mà có gương ấy, là hai cái bóng của nó cũng sẽ có khả năng là bắn ra cái đạn nó lẩy qua lẩy lại. Rất là khỏe luôn ấy. Con đấy nó gọi là chấn phái rồi. Rồi thằng này đi rồi. 19 máu đi luôn. Ok. Cáo này. Cáo lên được 2 sao đi thế nào. Nếu mà con cáo lên 2 sao thì chắc là thay vào cho con chắc con ốc. Cáo thay vào cho ốc.
Còn Mark Lurt thì sẽ thay vào cho con tôi nghĩ là sẽ thay vào cho con Shadow. Phantom Queen thì thay vào cho con gì nhỉ? Thừa. Nếu mà ra Phantom Queen nữa thì chắc là thay cho con bộ cạp đó. Đánh mấy con to sao đây anh em ạ. À to tiền đó, to tiền. Bây giờ căng đấy. Cái thằng Milot Yu bây giờ nó chuyển dần qua Assassin rồi. Cáo lên được 2 sao rồi. Bắt đầu chuyển sang Assassin rồi đấy. Trận này là cũng căng thẳng anh em ạ. Đánh ở cái rank cao. Chắc là cũng top server rồi còn gì nữa đúng không? Đánh cái top server thấy chuyển ác phết đấy. Họ không đánh theo kiểu là một bài cố định đâu. Tôi để ý rồi. Đánh cái chuyển kể cả cái thằng top 8 ấy. Nó chuyển từ bài Sin sang cái bài Glacier ấy. Đánh khá linh hoạt đấy. Ồ, tôi chỉ cần một con nữa thôi. Xe Linh có 2 con rồi. Được, round này là roll là cũng có vẻ ok đấy. Đồ này không có món gì cả. Random á. Món này không ngon lắm. Mà không có gì thì phải dùng tạm nữa. Đổi một đồ cam nữa anh em nhé. Rồi, round này chắc là lấy khiên thân thể. Trận này chúng ta gặp khá nhiều những cái thằng mà chúng ta cần khiên thiên thể anh em ạ. Khiên thiên thể nó có thể phản được cả cái bộ Greater ấy anh em ạ. Nó phản được hết. Tất cả các chiều trong cái con game này, cái món này nó phản được. Thích hợp đánh với cả những cái bọn đánh tay. Như kiểu Witcher ấy là cũng cầm khiên thiên thể này là phản được Witcher rất mạnh luôn. Ở Witcher nó, máu nó bé nhá, nhưng mà đam nó to. Nếu mà đánh vào cái quả giáp này mà nó phản cái quả đấy là chết luôn. Hay lắm. Cái món đồ này nó chuyên trị như cái con đam to ấy. Đấy, ăn được chưa? Ăn được chưa? Úi nó úp lông luôn rồi kìa. Cay nhờ anh em nhờ. Có giáp phản. Có giáp phản. Ui vẫn không ăn được. Nhưng mà round này mất ít máu đó. Cũng 7 máu. Không ít lắm. Cay nhờ. Bỏ bước này đi. Đấy, thêm một cái bờ linh nữa. Không ra, thôi tinh thể mana vậy. Thực ra chức năng của hai cái món này nó như nhau. Đều là tăng mana đầu game thôi, cũng chỉ cần một phát tăng thôi. Chủ yếu là cái lần tăng đầu tiên để có thể tung trưởng sớm thôi, chứ còn những cái lần sau thì chắc chắn là đầy mana rồi. Chả sợ là bọn Assassin này nó tăng mana nhanh mà. Bây giờ tôi sợ nhất là thằng Greater. Sau rồi đến cái thằng Beat. Thằng này này. Ui thằng này nó còn lên được cả con xe linh 2 sao ạ. Cáo 2 xe linh 2 sao. Ui rồi ôi. Thằng cáo còn có cả RO đấy kia. Đỡ thế nào được. Thề. Ơ đỡ được không? Khó anh em ạ. Chắc một mình con xe linh này nó quẩy hết. Xe linh 2 sao chịu đó. Muốn cân được nó thì mình cũng phải 2 sao cơ. Bỏ Aron nhá. Bỏ ra dễ roll hơn. Úi rồi đấy anh em thấy chưa? Thề. Nếu mà không roll được ấy, vứt bài ra roll. Ra luôn. Thôi được rồi, chuyển một món đồ cam nữa đi. Có lẽ vứt cái 2 tia đi. Trận này chả cần 2 tia đâu. Ok. Búa set. Chủ được không? Nên nhớ là hiện tại là chúng ta rất sợ cái thằng Greater nhá. Chỉ cần bị úp lồng một phát thôi là toang luôn đấy. Càng phết. Nhưng mà không sao, tôi cũng đã cẩn thận. Tôi giữ lại cái Blink rồi. Blink nó sẽ giúp tôi là ít bị úp lồng trúng hơn. Blink thì chúng ta Blink ra sau ta vỉa rất nhanh. Không có cái quá trình mà phải bay từ từ nữa. Mà chúng ta bay thẳng ra đằng sau luôn. Ok. Hai gạt. Ui thằng này nhìn trông vẫn khỏe lắm anh em ạ. Được không? Lần này ăn được không? Kinh nhờ. Cái con Light Blitz Light nó clear nhanh thật đấy. Cuối cùng có mỗi Xe Linh Assassin của tôi là sống sót thôi. Tí nữa có lẽ chúng ta sẽ solo cái thằng Milot Yu. Thằng Milot Yu khỏe. Xe Linh Assassin 2 sao rồi.
không biết là có chuyển sang Assassin không. Chứ còn nếu mà để beat thì khả năng là chúng ta sẽ ăn được. Nhưng mà nếu mà nó chuyển sang Sin thì hơi sợ. Hơi sợ chút. Với cái con Sailing Assassin mà kẹp với cả Witcher như này tôi có thể yên tâm được rồi. Tầm này đen lắm là gặp cái thằng Glitter đấm thôi. Nhưng mà cái đao vừa rồi chúng ta ăn được rồi nên là lại không sợ nữa. Ui, thằng tém cắt được chuỗi kìa. Vãi đái á, thề. Sao thằng nào cũng khỏe vậy. Tém cắt được chuỗi luôn ạ. Căng nhờ. Nhưng mà lên nhớ là cái thằng Minot Yu ấy, nó ở level 10 mà nó còn 50 tiền. Và cái đội hình của nó thực ra nó đã form được là full rồi. Co tướng là lên được 2 sao 5 đô rồi. Nên là cái việc mà giữ tiền nhiều như này thì cũng chỉ để chuyển bài thôi. Chứ còn nó cũng chả cần phải là tìm mấy con tướng 2 sao nữa đâu. Rất khỏe rồi. Chúng ta thì bây giờ cũng đã tương đối khỏe rồi. Tức là cái tầm này là có thể giữ được tiền rồi. Còn chỉ có là hên xui mà bị úp lồng trúng thì là thua thôi. Tém này. Witcher. Ui thằng này God Witcher anh em ạ. God Witcher kết hợp với cả cái gì? Kết hợp với cả con... À, hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. À, hay, làm content, làm content, làm content, làm content. Nó là cái gì? Nó kết hợp là dồn đồ toàn bộ cho Glitter, Dominator xong rồi kết hợp với cả 4 God anh em ạ. Kết hợp với cả Witcher nữa. Xong úp lồng liên tục đến chết đúng không? Nhưng mà nên nhớ là để mà làm cái điều đấy thì mana phải có rất nhiều. Phải có nhiều đồ mana mới chơi được cái trò đấy cơ. Tức là vào phát là úp lồng luôn, sau đó đấm mấy cái ấy, đầy mana lại úp lồng tiếp. Chứ còn nếu mà vào cái chưa úp lồng luôn này, sau đó đấm mấy cái lại lại cũng không đủ mana để úp lồng này. Thì cái lúc mà tôi tỉnh dậy là cái lúc mà nó ra đi. Đấy. Khẳng định luôn là nếu mà thả được cái con Sailing này ra nhá thì hai gạt. Đúng hai gạt luôn. Không nói nhiều. Chỉ hai gạt thôi. Cấm đánh quá tuyệt vời luôn. Món này là cần đấy. Giáp trừ tà. Lấy giáp trừ tà cho an toàn đấy nhở. Tôi nghĩ là cái giáp trừ tà là một trong những cái món mà không thể thiếu đâu anh em ạ. Lấy đi. Cấm đánh cũng sẽ phải lấy nhỉ. Cấm đánh tôi nghĩ tôi sẽ không rèn đâu. Món này là cần đấy. Late game là cực kỳ khỏe luôn. Toàn những cái món mà counter vào đánh tay. Mà trận này nhiều đánh tay anh em ạ. Kể cả con Dominator 3 sao nó cũng là đánh tay đấy. Trận này là chỉ có không có có tác dụng với cả cái bộ Glitter thôi. Glitter, Light Blade Light thì không có tác dụng thôi. Chứ còn những cái bộ khác thì cái cấm đánh rất ngon. Chúng ta lên giữ lại. Căng thẳng không? Ra 36 rồi nhưng mà bốn nhà này nói chung là sức mạnh của nó ngang nhau luôn đấy. Có điều là cái thằng tém kia mà gặp cái thằng Glitter tôi nghĩ là sẽ bay màu thôi. Lý do là bởi vì là úp lồng có tác dụng gì đâu. Thật, bạn sai lầm rồi. Bạn chọn cái trận này trong khi là đánh với nhà Glitter là bọn bạn sai lầm luôn. Tém ra đi đao này là chắc luôn. Con Light Blade Light nó đấm đau lắm anh em ạ. À. Ôi nhưng mà bên này sao cái thằng này khỏe này. Thằng này 4 cọc rồi anh em ạ. Ui đấm đau thế. Tôi chết rồi. Đấy thằng tém ra đi rồi kìa anh em kìa. Anh em thấy không? Tôi nói đúng không? À, chơi God Dominator xong rồi đấm với cả nhà Glitter thì khác là tự sát đâu. Đổi tiếp nha anh em nhá. Bây giờ vứt cái cấm đánh đi nhỉ. Cần cấm đánh nữa không? Thực ra tôi nghĩ là vẫn cần. Để đánh với cái nhà Me Not You anh em ạ. Cái thằng đấy khỏe đấy. Thằng đấy tôi nghĩ là mới là cái thằng solo. Chứ còn cái thằng Glitter tôi nghĩ không phải là solo đâu. Đây lại gặp Glitter này. Đấy cứ giết hết đi. Còn mỗi con Sailing là được mà. Ui nó cũng khỏe đấy nhá. Hỏng rồi. Đau đấy. Đào, đào thật luôn. Chứ thôi anh em ơi, tôi còn có 6 máu thôi. Mà thua cả hai thằng à?
Thua cả thằng Minoju, thua cả thằng Victor cũng Tùng Ngô à. Căng nhở, 6 máu là lọt 2 con là đi đúng không? Lọt chỉ cần lọt một con tướng 5 sao thôi. À, một con tướng 5 tiền 2 sao thôi là chúng ta gần như là đi thêm một con nữa là đi rồi. Căng thế. Victor Tùng Ngô vẫn chưa đi à? Chuyện này khó nhở. Khả năng đi ra ngoài luôn không? Sợ thật. Căng thế nhở. Ui thằng này Kira, Kira Assassin kẹp với cọc anh em ạ. Kira Assassin kẹp cọc kẹp với cả 4 Havoc nữa luôn. Kìa. Thảo nào mà nó cứ dí tôi stun liên tục ạ. Thề. Rồi thằng Victor Tùng Ngô đi rồi. Thằng này nó dí tôi liên tục luôn, stun liên tục. Đừng, 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 đừng. Thôi đi rồi, chết tôi, chết tôi. Căng quá anh em ơi. Ui. Căng quá, vẫn đứng cọc kìa. Bật cái giáp lên liên tục đi. Ui bạn ơi. Căng, ui trời, nó gạt một phát lửa đi. Thôi chết rồi. Chết tôi rồi, còn 20 giây nữa cơ ạ. Cố lên, cố lên. Ui ui ui, đừng 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 đừng. Lé được, ui, tôi chết rồi. À, vẫn còn một máu. Ui, vãi đái ạ, thề đau tim vãi đái. Vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà còn round 29 á, round 39 á, thề. Một món đồ cam nữa đi nhờ. Ok. Hút máu, hút máu, hút máu, hút máu. Phải có hút máu. Phải có hút máu. Rồi. Cái xích này nó sẽ thay cho cái cầm đánh luôn. Càng quá anh em ạ. Càng quá, thằng này nó chơi Havoc. Havoc kẹp với cả Kira. Chứ tôi không kịp cho con này vào rồi. Ôi. Sống nổi đâu này không? 4 cọc kẹp với cả 4 Havoc kẹp với Kira Assassin. Đội hình căng đấy, đội hình căng đấy. Thôi chết rồi, đây này. Ui, tôi cứ đánh cọc thôi, trong khi nó cứ đấm tôi kìa. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ui, máu nó nhiều lắm. Máu nó nhiều, đam nó to lắm. Nó cũng có khả năng hồi máu vì nó cũng có mặt nạ hút máu cuối anh em ạ. Đồ vãi đái ra luôn. Nó còn có cả cái chống hồi máu nữa chứ. Tôi thiếu cái chống hồi máu chứ không ăn được nó. Nó có đồ Kira, nó có cái ánh mắt AZ. Nó có tất cả mọi thứ. Vãi đái. Hỏng rồi. Chứ tôi đánh như này, tôi còn bị cấm đánh này. Tôi bị cái cọc và cấm đánh luôn này. 12 giây, chắc là hóa. Ui không không không. Sợ thế. Vãi đái ạ. Nhìn máu pẹt một cái nó tụt xuống gần chết. Ui cái cái. Ui. Sợ quá đi mất tôi. Trời ơi, đau tim thật sự luôn ấy, thề. Còn có một máu anh em. Cảm giác cái cú gạt của nó có thể là tiễn tôi bay máu bất cứ lúc nào luôn ấy. Căng thẳng quá đi mất tôi. Thà là chết luôn đi, đỡ căng thẳng đúng không anh em. Trời ơi, còn một máu đánh với 26 máu. Tức là tôi có đẩy bao nhiêu round nữa thì nó vẫn chưa chết được đâu. Còn tôi ấy, chỉ cần lọt một round thôi. Nó chỉ cần gạt nhẹ vào cái quả đấy, nó crit ý, mà không bật được cái giáp lên ý, là cái con Sailing của tôi bốc hơi. Căng thẳng thật sự ấy. Những cái lúc mà cái giáp nó tắt đi ý, lúc đấy là lúc căng thẳng nhất đấy anh em ạ. Anh em cứ để ý mà xem. Cảm giác thật sự là đau tim. Ui dã man quá đi mà tôi. Thế là hóa ra là cái bộ xin này nó cũng không phải là cái bộ vô địch anh em ạ. À từ từ nhá, rau này có món đồ này khá ngon này. Bỏ cái này ra. Chúng ta thay vì cái bình minh, chúng ta lấy cái gươm bóng tối này vào chơi. Được đấy. Căng thẳng nhá. Blink. Được. Căng thẳng quá đi mất rồi. Thực ra anh em ấy là cái người xem thì tôi không biết là anh em như nào, nhưng mà tôi ấy là cái người chơi ấy, thực sự nó rất là căng thẳng anh em ạ. Cái người mà trực tiếp điều khiển trận đấu ấy, căng thẳng kinh khủng luôn. Đau tim. Ui tôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, trông kìa. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi, nó bu lại kìa. Nó bu lại, đứng im từ nãy giờ có làm được cái gì đâu. Từ nãy giờ đứng im kìa, tôi chết rồi, bật cái giáp lên. À,
tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi, tỉnh lại. Ôi lại bị cấm đánh. Ui nó có gì tôi kìa. Chết rồi. Ui hay quá đi mất tôi. Lại sống anh em ạ. Dọn dẹp được cái đống rác rồi. Bây giờ là solo. Bây giờ solo được không? Solo được không? À, tao có Shadow Blade rồi. Tao sẽ ăn được. Làm sao? Có bất diệt anh em ạ. Vãi cả đồ. Đồ khó chịu thật đấy. Ui nó đầy máu luôn. Thề. Máu con này 7000 máu anh em ạ. 7000 máu, đam là 600. Đam to hơn cả tôi luôn nhá. Máu nhiều hơn gấp đôi luôn. Tôi cầm hòa được vì tôi lấy cái Shadow Blade đấy anh em ạ. Quả lấy đồ đúng là chí mạng luôn. Quá hay anh em ạ. Rồi. Thay vào cho ốc. Thay ốc và thay bọ cạp ra thôi. Tầm này bọ cạp không giải quyết được vấn đề rồi. Đối thủ nó có cái món có cái giáp trừ tà rồi. Nên con bọ cạp này nó không giải quyết được. Căng thẳng quá nhờ. Đối thủ cũng đang tìm cách để giết tôi đây anh em ạ. Tìm cách để kết thúc ấy, kết liễu ấy. Bắt nó. À không bắt được nhầm. Không bắt được. Nó có cái giáp trừ tà rồi. Swap nó vẫn đánh bình thường. Ok bạn ơi. Ok. Càng lại solo à? Không bạn ơi, vẫn còn hai con thì không phải là solo rồi. Ok, lại đứng im kìa. Lại đứng im. Ồ, rồi lại solo. Solo, tôi có 2500 máu đây. Đam có 300 thôi anh em ạ. Tức là máu nó gấp 3 lần tôi ấy, không phải là 2 lần nữa mà là 3 lần. Đam của nó thì gấp đôi. Đam nó to gấp đôi tôi. Nhưng mà vẫn thua. Đam bé hơn một nửa, máu bé hơn một nửa nhưng mà vẫn ăn được này, anh em thấy điều không? Đấy, vậy là anh em biết là cái bộ Assassin nào là cái bộ Assassin mạnh nhất rồi đấy anh em ạ. Assassin kẹp với Witcher nó vẫn là bộ mạnh nhất nha anh em nhá. Mạnh hơn cả bộ Kira luôn. Rồi. Mặc dù là máu ít hơn, đam bé hơn nhưng mà vẫn thắng. Lần này không hòa nữa mà lần này là thắng luôn anh em ạ. Trời ơi, bây giờ cảm giác là có vẻ yên tâm hơn rồi đấy anh em. Cảm giác là bây giờ có vẻ như là mình mới là cái sự khó chịu của đối thủ. Căng thẳng nó đã bớt đi một chút rồi. Khi mà tôi lấy được cái Shadow Blade là tôi thấy là nó đã bắt đầu yên tâm rồi đấy anh em. Từ từ nhá bạn ơi. Tôi nhìn thấy những cái con Witcher. Tôi nhìn thấy những con Witcher anh em ạ. Tôi đang nhìn thấy những cái con Witcher. Căng bạn ơi, căng. Vậy là nó kẹp gì? 4 Witcher kẹp với cả Kira. Ê à, căng, kẹp với cả chú quỷ luôn à. Kẹp với cọc luôn. Ok bạn ơi, ok, được chưa? Như nào? Ê à, đam to đấy. Ôi kìa, không bạn ơi, trông có vẻ tự hủy rồi bạn ơi. Kira đang mạnh thì mà bạn bị tự hủy với chúng tôi. Tự hủy, bị đẩy nhiều máu hơn. Trời ơi, 20 máu anh em ạ. Thế cảm ơn nhá, cảm ơn bạn nhá. Hóa ra là bạn chuyển sang Witcher. Nhưng mà bạn chưa đủ Assassin. Bạn chơi Witcher là bạn kẹp với cái gì kia. Ây da, bắt đầu chuyển Assassin rồi này. Cũng phải chuyển dần sang anh em ạ. À đâu, hay là có chuyển Sin đâu. Chuyển này là chuyển gì? Chuyển đá. Tại sao bạn này cũng có thể nghĩ là đá có thể ăn được nhỉ? Đối thủ này làm tôi nhớ tới một cái thằng anti kênh tôi. Nó có cái bài là nếu mà gặp Witcher thì chuyển sang đá là ăn được. Đấy, nó bảo tôi thế. Này thì chắc là đệ của kênh Vũ Hào rồi. Đệ của kênh Vũ Hào rồi. Này thì đá với chúng tôi. Được à, thật. Xong rồi. Này thì đá với chúng tôi. Ơ kìa. Thế à, hóa ra là như thế à. Không biết có phải là thằng này là kinh Vũ Hào chuyển tên không. Đợt trước tôi đi săn nhưng mà nó chuyển búa tên. Nên là cũng chả biết nó là tên là gì để mà săn nữa. Nhưng mà có khi là nó thật đấy. Cái kiểu tư duy mà gặp Witcher chuyển sang đá tôi biết là chắc là nó rồi. Hay là nó săn tôi chắc này nhờ. Khả năng cao là như thế. Cũng làm cho tôi khó chịu một thời gian đấy. Nhưng mà nói chung là trình độ thì vẫn chưa thể ăn được đâu. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký ấy, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Chỉ với một món đồ duy nhất thôi mà có thể thay đổi được cái cục diện ở trong game anh em ạ. Anh em biết đó là cái món gì không? Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà không phải tôi chơi game nữa rồi.
mà game chơi tôi anh em ạ. Dã man. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.